Bắc Giang, 4 người trong một gia đình tử vong do đuối nước, ba bố con đang bơi thuyền ở giữa hồ thì bỗng dưng bị lật, thấy vậy người bác ruột nhảy xuống cứu nhưng cũng gặp nạn sau đó. Ông Đỗ Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, cho biết, khoảng 13 giờ chiều nay ngày 4 tháng 2, anh Nguyễn Văn Sờ, 31 tuổi, trú phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, cùng hai con trai là Nguyễn Tam Bờ, 8 tuổi, và Nguyễn Giang Đờ, 6 tuổi, về ăn chạc họ ở nhà bác ruột là ông Nguyễn Văn Hờ, 45 tuổi, trú thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trong lúc hái táo ngoài vườn nhà ông Hờ, thì anh Sợ thấy chiếc thuyền thúng đặt sát hồ cá nên đưa hai con trai chèo thuyền ra ao chơi. Đến giữa ao, chiếc thuyền không may bị lật khiến ba cha con chìm xuống nước. Thấy người thân gặp nạn, ông Hờ là bác ruột liền nhảy xuống cứu nhưng bất thành và cũng gặp nạn. Hiện trường vụ đuối nước thương tâm. Đến 18 giờ ngày 4 tháng 2, cơ quan chức năng đã vớt được toàn bộ 4 thi thể của các nạn nhân. Cả 4 người thiệt mạng cùng một chỗ, cách bờ ao khoảng 7 mét. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.